Thưa quý vị, hãng Amazon.com vừa gia nhập thị trường điện thoại cầm tay với chiếc điện thoại mới mang tên Fire. Trong buổi ra mắt thành phố Seattle, tiểu bang Washington hôm thứ Tư, chủ tịch công ty là ông Jeff Bezos trình làng chiếc điện thoại có khả năng tuy đi hay 3 chiều, mà theo ông, chỉ cần nghiêng chiếc điện thoại thì mặt điện thoại sẽ hiện ra nhiều dữ liệu theo ý người sử dụng. Thí dụ, chỉ cần nghiêng điện thoại, số điện thoại trong hộp chứa sẽ hiện ra. Công ty đang nhận đơn đặt hàng với giá căn bản là 199 Mỹ Kim cho loại 32GB, 299 Mỹ Kim cho loại 64GB. Với hợp đồng 2 năm với hãng AT&T, khách hàng cần chờ đến ngày 25 tháng 7, chiếc điện thoại đầu tiên mới được gửi về nhà. Sau buổi ra mắt, trị giá chứng khoán của Amazon.com đã tăng lên 3%.